Xin chào tất cả mọi người, Mỹ Màu quay trở lại rồi đây. Trong video lần này thì mình sẽ đưa mọi người đến hashtag áo ngôi làng cho mình nhé, ngôi làng đẹp nhất thế giới. Cùng khám phá với mình nhé. Vì thời gian có hạn ý, nên là mình với bạn đồng hành của mình chỉ dành một ngày để tham quan hashtag thôi. Ngôi làng có diện tích cũng không lớn, nên là mình nghĩ là khoảng 5 tiếng để đi bộ quanh tham quan làng là được rồi. Còn lại thì sẽ đi tham quan nơi khác. Hashtag số mình hên ý, lần này bọn mình đi thì thời tiết rất là ok, trời nắng và không bị mưa. Nhưng mà gió to lắm, tại vì nằm ở sát núi, thành ra là gió rất to. Ok, giờ thì đi ngắm cảnh với mình nha. Đây là hồ Hanstatt, mình mới ra tiết đằng này. Đẹp lắm. Đẹp, nhưng mà gió rất là to, ù ù luôn. Ôi, các bạn nhìn tóc của mình bay như thế nào là biết gió to như thế. Ngôi làng rất là nhỏ, nên là dù có mệt đến đâu thì mình nghĩ là mọi người nên đi bộ hết nha. Đẹp lắm, bởi vì nếu như không đến được những nơi như này thì ôi, quá là phí luôn. Thực ra cũng dễ tìm lắm, đi quanh đang quanh một hồi là thấy rồi à. Cố gắng nha. Bầu trời và tôi giá là 13 đồng một người một lượt đi vòng luôn. Ông chủ lái thuyền bảo bọn mình thật là may mắn, tại vì có mỗi hai người đi. Mình cũng hỏi người ta ấy, thì người ta bảo là chỗ này cấm, không cho tham quan, chỉ được đi tàu đến để ngắm nhìn từ xa thôi. Hình như là lâu đài gì đó, nếu như mình nhớ không lầm thì là như vậy. Đây là lần đầu tiên trong đời may mắn như thế. Ông chủ lái tàu ông cũng bảo may mắn đấy, tại vì chuyến đi mà có mỗi hai người như kiểu đi chuyến đi vác luôn.
luật, nhưng mà rất nhiều người đi con thuyền ý, nên là bọn mình không chọn con thuyền ý. Ngoài ra thì ở đây cũng có cái dịch vụ là thuê thuyền tự lái, nhưng mà tại vì mình với cả bạn đồng hành thì hai đứa đều sợ bị té xuống hồ, không biết bơi nên là thôi không dám, với chắc giá cũng cao hơn mặc dù mình chưa hỏi, nhưng mà mình đoán thế. Ở Trung Quốc cũng có bản copy của hashtag ấy, nhưng mà mình nghĩ là bản original thì là cũng là tuyệt vời nhất rồi đúng không? Sẽ đi tham quan nhà dân trong làng với mình nhé. Có một điều lưu ý là khi mà đến đây thì chúng mình không nên tự động xâm phạm vào vườn hay là vào trước cửa nhà người ta để chụp ảnh các thứ nhá. Quay flycam cũng bị cấm đấy. Thế là mình chỉ dám quay video ở ngoài, ở trên đường thôi. Thế kiểu nó biết bảo tồn thiên nhiên á. Không biết mọi người thấy sao chứ mình đến đây thì mình thấy như cuộc sống ở đây đúng kiểu nghỉ dưỡng ấy. Ôi, kiểu thiên đường luôn, sống tận hưởng. Sống như thế này nó mới là sống ấy, thiên nhiên ôn hòa rồi tất cả mọi thứ. Nhìn người ta đây coi nhà cửa ấy, nhìn từng quán cà phê đúng không, nhưng thực ra đấy là nhà dân ấy, tất cả đều là nhà dân. Nhà dân mà họ trang trí kiểu mỗi nhà một gu ấy. Polisai phong cách hashtag. Thế hồn. Mà không phải một hai nhà trang trí nhà cửa sân vườn đâu, mà mình thấy là hầu như nhà nào cũng trang trí. Hình như nhà nào cũng trang trí thì phải. Thế nên là người ta rất ghét người lạ động chạm xâm phạm hay sờ mó gì vào đồ của nhà người ta ấy, hay đồ để coi người ta ấy. Mình thấy thì thế nó cũng đúng thôi. Mình thì đã từng đọc những bài báo thì nói là ở đây có hẳn những cái biển báo ghi là cấm xâm phạm vào nơi riêng tư bằng tiếng Anh hay tiếng Trung Quốc rồi. Tại vì có rất là nhiều dân châu Á đến đây du lịch ấy và họ không có ý thức ấy. Nhưng mà mình thì chưa tìm thấy, không biết là họ đã dỡ bỏ hay là mình chưa đi hết nữa. Nhưng mà dù sao thì cũng nên có ý thức khi mà đi du lịch nhỉ. Đây chắc là nghĩa trang đẹp nhất mà mình từng tham quan đến giờ, có từ lâu lắm rồi. Thực ra thì lúc mà mình đi Pháp về, mình mới tìm hiểu được là ở Pháp, ở Paris
có một nghĩa trang rất nổi tiếng với kiến trúc của nó. Mà thôi mọi người nghe nhạc chứ, mình toàn cố gắng tìm những bài nhạc hay rồi. Không nghe thì phí lắm. Hẹn gặp mọi người nha, ở trên mỏ muối. Vé lên mỏ muối mình mua tại quầy 40 đồng trên một người, bao gồm tất cả các chi phí nha. Đó là tính cả phí mà chúng mình lên mỏ muối rồi, cả có cái tour tham quan mỏ muối luôn, cũng trong 40 đồng nha. Giá đắt nhưng mà mình thấy rất là đáng. Mỏ muối ở Hashtag có từ hơn 7.000 năm rồi. Đoạn này là mình đang đi ra chỗ cái đài quan sát trên cao. Cái đoạn này đối với mình là cái đoạn mà mình thấy nguy hiểm nhất. Lúc đầu mình cầm điện thoại mà gió nó bay, mình sợ bay lên trời luôn mà. Thế là mọi người phải thật là cẩn thận ở đoạn này nha. Đoạn đường này lên mỏ muối hơi xa một tí. Chúng mình bắt đầu lên xong rồi chúng mình phải đi bộ một đoạn đường rừng nữa. Lên tí cái nhà đằng kia kìa. Tiếng Anh của mình không tốt ý, nhưng mà may mà dân ở đây người ta nói tiếng Đức, thế nên là bọn mình không gặp nhiều vấn đề trong giao tiếp ấy. Nếu như mà người ta giao tiếp bằng tiếng Anh thì chỉ chứ là mọi chuyện sẽ khó hơn một tí, nếu mà chỉ là một tí thôi. Ok, let's go. Đi qua rất là nhiều cái đường hành ống như thế này, chắc tầm 4 hay 5 lần gì đấy. Nếu như mình nhớ không được. Thay vì phải đi từng bậc cầu thang xuống dưới thì bọn mình sẽ trượt xuống. Hai người nhớ với nhau là trượt được, còn là một người cũng trượt được. Cái phương pháp này thì có từ lâu lắm rồi. Nếu như mà có ai sợ thì bạn có thể đi ở cái lối nhỏ ngay bên cạnh cái ống trượt ấy. The exact opposite, you can see the normal table saw that everybody knows from cooking in the kitchen, and this one is gained through the so-called leaching process. We're now going to start a short time travel about 7,000 years back in times. And during our tour, there are three main questions we are going to answer. The first one is, how did the Hashtag people... Cái gì vậy? Cái đấy là cái gì vậy? Không như kiểu muối, không nghĩ thế. Quay đây, đi ra đây, đằng này có này. Cái này đẹp này. Nhưng như là kiểu như là nó nói lại thành hình. Đây là cái gì đấy? Măng 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 măng. Đó, cái này là muối thật nha. Trong tour tham quan thì cũng có những cái video ngắn giới thiệu về sự ra đời của mỏ muối. Thì tất cả mọi người đều phải ngồi trật tự và xem. Và mình thấy nó cũng khá là hay.
vậy. Ok. Đi xa như thế kia. Vì cái thời gian đi xe bus từ Hallstatt về Salzburg rất là dài nên là chúng mình phải tranh thủ đi sớm, không thì sẽ không có chuyến xe về Salzburg mất. Trời, cảnh bên này sẽ Alper là áo đã đẹp như này rồi thì không biết là cảnh bên kia sẽ Alper là thụy sĩ thì cảnh còn đẹp như nào nữa. Mình muốn đến đó một lần quá. Cảm ơn mọi người đã xem đến đây nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại ở video sau nhé. Bye bye. Trong video tiếp theo thì mình sẽ kể về chuyến đi của mình và bạn của mình đến Salzburg, quê hương của nhà soạn nhạc nổi tiếng Mozart. Chào bạn xem nhé. Bye bye.